Sau khi hoàn thành con diều thì tôi sẽ gắn một cái camera ở đây, đó là một chiếc iPhone 5S nha anh em. Đấy. Đấy. Đấy, con diều các bạn có thể thấy là con diều của tôi khá nặng. Bác còn chưa nổi luôn đi. Đây là tới giờ độ chế Flyca. Đấy, anh em tôi sẽ độ cái flycam này nha anh em. Đồ. Vậy là hợp lý này, nhưng mà bây giờ làm sao mà dán cái này lại cho nó. Bên kia nó cầm mẹ keo đi luôn rồi. Ờ ok. Rồi bao giấy của mình dán hai bên này cho nó cứng không nó lại qua lỏng. Cho nó chặt quá nó lại nó yếu quá.